Y tế vừa ban hành thông tư quy định thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong một số trường hợp đặc biệt. Ban hành kèm theo thông tư là phụ lục về giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh, giá ngày giường, giá các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm. Giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế gồm giá dịch vụ khám bệnh, hội trần, giá dịch vụ ngày giường bệnh, giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm, bổ sung ghi chú của một số dịch vụ kỹ thuật. Giá dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng phương pháp vô cảm gây tê, chưa bao gồm chi phí thuốc và oxy sử dụng cho dịch vụ. So với mức giá cũ, giá khám bệnh mới cao hơn khoảng 10%. Theo thông tư mới nhất này, đối với người bệnh đang điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh trước ngày 17 tháng 11 năm 2023 và ra viện, hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú sau ngày 17 tháng 11 năm 2023, tiếp tục được áp dụng mức giá dịch vụ khám chữa bệnh trước thời điểm thực hiện giá mới này. Giá dịch vụ ngày dường bệnh bảo hiểm y tế cao nhất 867.500 đồng đối với bệnh viện hạng đặc biệt, thấp nhất là 64.100 đồng đối với trạm y tế xã. Tương tự, mức giá này so với mức giá cũ tăng hơn 10%. Cũng theo thông tư này, giá dịch vụ ngày dường bệnh ngoại khoa, bỏng được áp dụng tối đa không quá 10 ngày sau một lần phẫu thuật. Từ ngày thứ 11 sau phẫu thuật trở đi thì áp dụng mức giá ngày dường nội khoa theo các khoa tương ứng được quy định tại thông tư. Giá dịch vụ ngày dường bệnh được tính cho một người trên một giường. Trường hợp ở cùng một thời điểm phải nằm ghép hai người một giường thì chỉ được thanh toán 1 phần 2 mức giá dịch vụ ngày dường bệnh tương ứng. Trường hợp nằm ghép từ 3 người trở lên thì chỉ được thanh toán 1 phần 3 mức giá ngày dường bệnh tương ứng. Trường hợp người bệnh nằm trên băng ca, giường gấp thì áp dụng mức bằng 50% giá dịch vụ ngày dường bệnh theo từng loại chuyên khoa quy định. Thông tư nêu rõ, trường hợp người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế nhưng có sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng, người bệnh chi trả thêm phần ngoài phạm vi bảo hiểm y tế trong cùng một lần đến khám bệnh tại cùng một cơ sở y tế, người bệnh sau khi khám một chuyên khoa cần phải khám thêm các chuyên khoa khác, thì từ lần khám thứ hai chỉ tính 30% mức giá của một lần khám bệnh. Mức thanh toán tối đa chi phí khám chữa bệnh của người đó không quá hai lần mức giá của một lần khám bệnh. Người bệnh đến khám bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh đã được khám bệnh, cấp thuốc về điều trị, nhưng sau đó có biểu hiện bất thường, đến cơ sở khám bệnh chữa bệnh đó để khám lại ngay trong ngày hôm đó và được tiếp tục thăm khám, thì lần khám này được coi như là lần khám thứ hai trở đi trong một ngày. Đối với các bàn khám thực hiện khám trên 65 lượt một ngày, cơ quan bảo hiểm xã hội chỉ thanh toán bằng 50% mức giá khám bệnh từ lượt khám thứ 66 trở lên của bàn khám đó. Từ ngày 20 tháng 10 năm 2023, bệnh COVID-19 được chuyển từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B theo quy định tại Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007. Tại Việt Nam, số ca mắc và tỷ lệ tử vong COVID-19 giảm mạnh, tương đương hoặc thấp hơn tỷ lệ tử vong của một số bệnh truyền nhiễm nhóm B trong 5 năm gần đây như sốt xuất huyết, sốt rét, bạch hầu, ho gà. Nếu trước đây COVID-19 thuộc bệnh nhóm A là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, lây lan nhanh và có tỷ lệ tử vong cao thì nay khi chuyển sang nhóm B, COVID-19 chỉ còn là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây lan và có tỷ lệ tử vong. Ở đây, mức độ đã khác nhau nhiều. Về việc cách ly, nhóm B sẽ tùy trường hợp. Ở cấp độ dịch thuộc nhóm B, người bệnh khi điều trị phải trả phí, nhưng phí này đã do bảo hiểm y tế chi trả. Khi chuyển COVID-19 từ nhóm A sang B, người dân sẽ không được miễn phí điều trị. Người có thẻ bảo hiểm y tế sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả theo quy định với mức đồng chi trả từ 0% đến 20%. Theo tiến sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết, hiện nay hầu hết các chi phí khám điều trị COVID-19 đều đã được bảo hiểm y tế thanh toán nên người dân không nên lo ngại về vấn đề này. Trong công tác điều trị, dù bệnh COVID-19 ở nhóm A hay nhóm B, phương pháp điều trị bệnh vẫn không thay đổi chủ yếu bác sĩ điều trị bệnh dựa trên diễn biến lâm sàng của bệnh nhân